Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 10 ở trong quyển sách giáo khoa 8 lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là bài bảng nhân 7, bảng chia 7. Ở phần khám phá thì chúng ta thấy là ở đây có hai đội đang kéo co. Mỗi đội kéo co có 7 bạn. Hỏi hai đội chơi kéo co có bao nhiêu bạn? Như vậy là muốn biết là hai đội chơi có bao nhiêu bạn thì các em sẽ lấy số bạn ở đội thứ nhất, các em cộng với số bạn chơi ở đội thứ hai, tức là chúng ta sẽ lấy là 7 cộng với 7. 7 cộng 7 thì kết quả bằng 14. Ở đây là cộng 2 cái số hạng giống nhau đúng không nào? Cộng 2 số hạng bằng nhau đấy. Thì các em có thể chuyển sang phép nhân. Cái số xuất hiện ở đây là số 7, các em viết xuống đây. Dấu nhân. Và số 7 này xuất hiện 2 lần thì các em sẽ viết thành 7 nhân với 2. Khi mà chuyển từ phép cộng sang phép nhân thì phép cộng có kết quả bao nhiêu thì phép nhân có một kết quả bằng bấy nhiêu. Như vậy chúng ta có 7 nhân 2 cũng bằng 14. Và khi mà chúng ta biết là 7 nhân 2 bằng 14 rồi thì các em lấy tích này, các em chia cho thừa số này thì sẽ bằng thừa số kia. Như vậy chúng ta có phép chia là 14 chia cho 7 thì bằng 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần B, là hoàn thành bảng nhân 7 và bảng chia 7. Thêm 7 vào kết quả của 7 nhân 2 thì ta được kết quả của 7 nhân 3. Như vậy ở phần kết quả này, khi trong cái bảng nhân 7 này, khi cái thừa số tăng thêm một đơn vị thì ở cái cột kết quả thì các em cộng thêm 7. Ví dụ 7 nhân 1 bằng 7. 7 nhân 2 thì các em sẽ lấy kết quả của cái 7 nhân 1 này, các em cộng thêm 7 nữa. Như vậy lấy 7 cộng 7 bằng 14. Tức là 7 nhân 2 tức là có hai con số 7 cộng nhau đấy, tức bằng 7 cộng 7 thì bằng 14 đúng không? 7 nhân 3 tức là có ba con số 7 cộng với nhau, tức bằng 7 cộng 7 cộng 7. 7 cộng 7 bằng 14, 14 cộng 7 bằng 21. Hoặc kem lấy kết quả của phép nhân ngay phía trước, kem cộng thêm 7 đơn vị thì sẽ được 7 nhân 3. Như vậy lấy 14 cộng thêm 7 thì sẽ bằng 21. Sang 7 nhân 4. 7 nhân 4 thì kem lấy kết quả của cái 7 nhân 3 này này. Đấy, các em cộng thêm với 7 đơn vị nữa. Như vậy các em lấy 21 cộng với 7 thì bằng 28. Tiếp theo là 7 nhân với 5. 7 nhân 5 thì các em lấy kết quả của 7 nhân với 4 này, các em cộng thêm 7 đơn vị nữa. Như vậy lấy 28, các em cộng thêm 7. 28, các em cộng thêm 7 thì bằng 35. 7 nhân với 6 thì các em lấy kết quả của cái 7 nhân 5 này, kem cộng thêm 7 nữa. Đấy, như vậy khi mà thừa số tăng thêm một đơn vị thì ở phần kết quả trong bảng nhân 7, kem sẽ lấy kết quả cộng thêm 7. Như vậy lấy 35 cộng thêm 7 nữa thì bằng 42. Rồi, 7 nhân 7 thì kem lấy kết quả của cái 7 nhân 6 này, kem cộng thêm 7 đơn vị nữa. Như vậy lấy 42 cộng với 7 bằng 49. Tiếp theo, 7 nhân với 8 thì chúng ta lấy kết quả của cái 7 nhân 7 này, cộng thêm một số 7 nữa. Đấy. Như vậy lấy 49 cộng thêm 7 bằng 56. Và 7 x 9 thì lấy kết quả của cái 7 x 8 này, kem cộng thêm 7. Đấy. Như vậy lấy 56 kem cộng với 7 nữa thì bằng 63. Chú ý là trong cái bảng nhân 7, khi cái thừa số tăng thêm một đơn vị thì ở phần kết quả kem cộng thêm 7 đơn vị vào. Kem đã hoàn thành được bảng nhân 7 thì từ bảng nhân 7 chúng ta sẽ suy ra được bảng chia 7 như sau. Trong bảng chia thì các em lấy từ cái bảng nhân này thì các em lấy tích này, các em chia cho một trong hai thừa số thì nó sẽ bằng thừa số kia. Như vậy ở đây chúng ta có này, 7 chia 7 thì bằng 1 này. Rồi, 14 chia cho 7 thì bằng 2 này. Tương tự như vậy, lấy 21 chia cho 7 thì sẽ bằng 3, đúng không? Rồi, 28 chia cho 7 thì bằng 4. Đấy. 35 chia cho 7 thì sẽ bằng 5. 42 chia cho 7 thì bằng 6. 49 chia cho 7 bằng 7. 56 chia cho 7 bằng 8. Đấy, lấy tích chia cho cái thừa số này thì sẽ bằng thừa số kia. 63 chia cho 7 bằng 9. Và 70 chia cho 7 thì bằng 10 ở đây, người ta đã điền rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái bảng nhân 7 và bảng chia 7. Những bạn nào mà chưa xong này, cái bảng này, thì các em hãy dừng lại một chút để các em làm cho xong.
Ai chia xong thì hãy dừng lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập của phần hoạt động. Yêu cầu các bạn điền số vào phần hỏi chấm ở đây. Thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có hai ý, ý A và ý B. Ở ý A là có các cái phép nhân, thì các em thực hiện tính kết quả của phép nhân được bao nhiêu các bạn điền vào hỏi chấm. Đấy, dựa vào cái bảng nhân 7 chúng ta vừa học đấy, chúng ta điền vào đây. Và dựa vào bảng chia 7 để các em điền vào các số vào đây. Và bây giờ các bạn hãy dừng lại làm, sau đó đối chiếu với phần bài chữ của cô nhé. Câu chữ hình như sau. Cô có 7 x 5 thì bằng 35. Các em điền 35 vào. 7 x 6 bằng 42. 7 x 9 bằng 63. Sang ý B, ta có 35 chia 7 bằng 5, 42 chia 7 bằng 6 và 63 chia 7 bằng 9. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1 của phần hoạt động. Đây này, các em lấy này, tích này, chia ra thừa số này bằng thừa số kia này. Đấy, tích này, chia thừa số này bằng thừa số kia này. Đấy, tích này, chia ra thừa số này thì bằng thừa số kia đây này. Bạn nào chưa làm xong thì hãy dừng lại để làm cho xong nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo như sau. Robot lấy các quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28. Hỏi robot lấy được bao nhiêu quả bóng như vậy? Ở trên màn hình chúng ta ở đây có tất cả là 8 quả bóng. Trên mỗi quả bóng này có ghi các phép toán nhân hoặc là phép toán chia. Như vậy, bạn robot bạn ấy chỉ lấy những cái quả bóng mà có kết quả bé hơn 28 thôi. Vậy các em phải tính kết quả của các cái phép tính này, xem thử những cái quả bóng nào mà ra kết quả bé hơn 28 thì các em sẽ lấy được không? Như vậy chúng ta có 7 x 3 bằng 21 này. Các em tính ra. Trước tiên là các em đi tính hết tất cả kết quả của các cái phép tính xuất hiện trong các quả bóng này. Các em có thể lấy bút chì, các em ghi kết quả tương ứng xuống mỗi quả bóng cho cô. Đấy. 56 chia 7 bằng 8. 35 chia 7 bằng 5. 7 x 6 bằng 42. 7 x 4 bằng 28. 49 chia 7 bằng 7. 7 x 9 bằng 63 và 21 chia cho 7 bằng 3. Sau khi các em tính ra các kết quả như thế này và chúng ta sẽ xem thử những cái kết quả nào mà bé hơn 28. Bé hơn 28 có 21, 8, 5, 7 và 3. Như vậy là sẽ có 5 quả bóng đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy sẽ có 5 quả bóng và cho ra kết quả bé hơn 28. Vậy robot sẽ lấy được 5 quả bóng như vậy. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau là robot lấy quả bóng ghi kết quả bé hơn 28. Vậy robot lấy được 5 quả bóng. Cụ thể đó là các quả bóng có ghi các phép tính này. 7 x 3 này, bởi vì 7 x 3 bằng 21 chúng ta tính ở đây đúng không? 56 chia cho 7 này. 35 chia cho 7. 49 chia cho 7 và 21 chia cho 7. Đây là các cái quả bóng có ghi các cái phép tính này thì robot sẽ lấy 5 quả bóng có ghi các cái phép tính tương ứng như này đây. Xong được bài tập số 2, những bạn nào chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo. Mỗi tuần có 7 ngày, bố của Mai đi công tác 4 tuần lễ. Hỏi bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày? Như vậy muốn biết bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày thì các em sẽ lấy ở đây là đi trong 4 tuần đúng không? Mà mỗi tuần, 1 tuần thì có 7 ngày. Như vậy 4 tuần thì có phải là chúng ta lấy 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7 không? Đấy, như vậy là 4 con số 7 cộng với nhau. Vậy 4 con số 7 cộng với nhau thì cái số hạng ở đây là nó là các số bằng nhau. Như vậy số xuất hiện là số 7 và nó xuất hiện 4 lần. Như vậy chúng ta sẽ lấy 7 các em nhân với 4 đúng không nào? Hoặc là các em sẽ lấy số ngày trong 1 tuần lễ các em nhân với 4 tuần lễ. Các em hãy dừng lại làm, sau đó đối chiếu với phần bài chữ của cô nhé. Bây giờ cô chữa bài luôn nào.
Cô có là bố Mai đi công tác số ngày là cô lấy 7 nhân 4 bằng 28 ngày và đáp số là bằng 28 ngày. Như vậy là trên đây cô và các bạn đã vừa đi xong được bài 10 tiết 1 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa là kênh Mít Hạnh để xem thêm các video khác trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.